gì anh? Quên. Mẹ ơi, mẹ không tới tìm con. Con sợ lắm. Mẹ đuổi con ta đi đi mẹ. Con sợ lắm mẹ. Quỳnh, Quỳnh. Con sợ, sợ. Có mẹ ở đây rồi, bình tĩnh đi con. Bình tĩnh lại đi con, đừng có sợ nữa. Sợ. Nghe lời mẹ nè. Con nhìn nè, cả nhà mình đang ở đây để bảo vệ con mà, sẽ không có ai làm hại con được đâu nha. Con sợ lắm. Dạ. Bên tình gái tôi sao bác sĩ? Hiện tại thì bệnh nhân đã ổn, kết quả chụp X-quang và CT đều không có dấu hiệu gì bất thường. Nhưng mà còn về tâm lý thì... Thì sao bác sĩ, cứ nói đi. Bệnh nhân đang có dấu hiệu bị hoang tưởng trầm trọng, dẫn đến những ảo giác, luôn cảm thấy có người theo dõi và hãm hại mình. E rằng nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì bệnh nhân sẽ tự làm hại chính bản thân mình. Vậy phải làm sao bây giờ hả bác sĩ? Tôi cũng cho con tôi uống thuốc điều độ lắm, nhưng mà không hiểu sao dạo gần đây tự nhiên các triệu chứng ngày càng nặng hơn. Trước đây con Quỳnh đâu có như vậy đâu. Bà bình tĩnh đi, để nghe bác sĩ nói kìa. Cách tốt nhất bây giờ là nên để bệnh nhân nghỉ ngơi và thư giãn tinh thần. Trong thời gian này thì người nhà nên cố gắng bên cạnh chăm sóc và nói chuyện nhiều hơn với bệnh nhân. Và nhất là tránh để bệnh nhân ở một mình. Bác sĩ à, để cho chắc ăn, xin phép bác sĩ cho con gái tôi ở lại đây thêm vài ngày để theo dõi, có được không bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ. Vậy ba với mẹ vô với chị Hai đi, để con làm thủ tục. Mình đi bác sĩ. Không sao, có anh đây rồi nha. Không sao. Những đau khổ mà chị tôi phải chịu đựng đã tới lúc trả lại hết cho mấy người. Dù gì thì chị cũng đang ngủ, vậy thì tôi sẽ cho chị ngủ luôn. Em đi ra đây. Anh Thuận, anh làm cái gì vậy? Dạ. Hồi nãy em tính làm gì Quỳnh vậy hả? Em có tính làm gì chị Quỳnh đâu. Thì em nghĩ là chị bị sốt cho nên em muốn xem như thế nào thôi mà. Em vô đây làm cái gì? Em vô bệnh viện làm cái gì? Em muốn kiếm anh á. Thời gian vừa qua anh trốn em luôn phải không? Cho nên em mới tìm vô tới tận đây nè. Trời ơi, anh đã nói với em rồi, thời gian này mình hạn chế gặp nhau đi. Khổ sở lắm anh mới giấu được chuyện của tụi mình đó. Bây giờ anh hỏi em nè, nếu như hồi nãy ở trong phòng không phải là anh mà là một người nào đó trong gia đình của Quỳnh thì sao? Thì câu chuyện sẽ như thế nào? Có phải là uổng công bao nhiêu công sức anh với em gầy dựng đổ sông đổ biển hết không? Em xin lỗi, tại vì em nhớ anh quá cho nên. Biết rồi. Thôi được rồi, từ nay không làm khó anh nữa. Ở giận em, nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Ở trong bệnh viện đó. Thôi em về đi. Bây giờ anh phải vô với Quỳnh rồi anh còn qua công ty nữa. Được rồi, để anh sắp xếp lúc nào anh rảnh anh qua thăm em. Vậy nha. Thank you.
lên nhanh như vậy sao? Tôi vì cô mà té xuống sân thượng, tôi chết oan đó. Cô giết tôi đó. Cô nhanh quên quá vậy? Tôi không có quên. Tôi không có quên. Là cô tự nhận nhận té. Tôi đã cố gắng cứu cô, nhưng mà tôi cố không được. Tôi xin cô đó, cô đừng ám ảnh tôi nữa. Tôi xin cô đừng ám ảnh tôi nữa. Tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm. Là tại cô. Đáng lẽ giờ này tôi đang hạnh phúc với anh cơ kìa, chứ không phải là cô đâu. Tại sao lại giết tôi? Không có. Tôi lại cô. Tôi lại cô. Tôi chưa một ngày nào được bên đây gặp cô hết. Lúc nào tôi cũng áo mặt như cô. Tôi xin cô. Tha cho tôi đi. Tôi sợ lắm. Tôi xin cô tha cho tôi đi. Sống trả bằng mạng sống. Không. Chừng nào cô còn sống thì tôi vẫn sẽ ăn cô. Quân. Vậy đi em, quên. Anh đây. Bình tĩnh đi em, anh nè. Anh đây nè, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì nha em? Hồi nãy Hương ở đây. Hương đưa giết em. Anh đưa em ra ngồi chỗ này đi, em sợ. Tôi sợ Hương tới đây tìm kiếm em. Đưa em đi. Thôi, bình tĩnh. Bình tĩnh à. Nha, có anh ở đây rồi. Không ai dám hại em đâu, nha. Không ai dám hại em đâu. Thôi bình tĩnh. Anh đợi em lên giường nằm nha. Nha. Mình phải ở bên cạnh em. Em sợ lắm. Thôi em bình tĩnh đi. Có anh đứng đây bảo vệ cho em rồi. Em đừng lo. Ngủ đi nha. Nha. Ngủ đi em. Ngủ đi. Dạ con chào ba mẹ. Ủa tối giờ con ngồi ở đây để canh cho ông Quỳnh đó hả? Dạ tối hôm qua vợ con lại gặp ảo giác nữa. Lúc con vô á, vợ con ôm chặt con nói là có Hân đòi giết cổ. Con phải dỗ hoài vợ con mới chịu ngủ đó. Mà phải ngồi về nè nắm tay vợ con yên tâm. Thôi con về nghỉ ngơi đi. Có ba với mẹ ở đây lo cho ông Quỳnh được rồi. Đúng rồi đó con. Dạ. Em tại sao giờ này ba mẹ mới tới? Người ta giết con kìa. Hôm ngủ qua vô đây giết con. Con sợ lắm mẹ ơi. Mẹ mang con đi, đừng cho con ở đây một mình. Con sợ lắm. Quỳnh à, con bình tĩnh lại đi. Không có sao đâu. Đó chỉ là ảo giác thôi à. Nè, con cứ nghỉ ngơi đi. Đừng có lo lắng gì hết. Lúc nào cũng có gia đình bên cạnh con mà nha. Tại sao vậy? Tại sao quay tin con hả? Tại sao quay tin con hả? Sao khi nào con chết mọi người mới tin con hả? Con sợ quá. Thôi, em đừng có nói như vậy. Thôi, bình tĩnh. Bình tĩnh là đi con.
Dạ ba mẹ, con thấy là nếu mà cứ để vợ con sống ở thành phố á là cổ cứ bị ám ảnh hoài à. Hay là con tính đưa vợ con đi tới một nơi nào đó yên tĩnh để vợ con nghỉ ngơi dưỡng bệnh, khi nào mà sức khỏe hồi phục lại á thì con sẽ đưa vợ con về. Ba mẹ thấy sao à? Đâu được con, nó đang bệnh, ở nằm bệnh viện có bác sĩ, hai nữa là có gia đình mình tới lui, chứ đưa đi chỗ khác sao được. Dạ thì tới lúc đó mình tìm người thôi ba. Con sẽ cố gắng tìm một điều dưỡng có tâm, vừa chăm sóc sinh hoạt vừa lo thuốc men cho vợ của con. Bởi vì bệnh của vợ con là tâm bệnh mà, phải để cho tinh thần cô ấy nó thư thả thì mới mau hồi phục được. Không được đâu. Ông à, tôi thấy ông Cường nói đúng rồi đó. Chứ để Quỳnh ở bệnh viện hoài, nó cứ bị ám ảnh, chứ bệnh tình đâu có thuyên giảm chút xíu nào đâu. Hơn nữa ở trong này nhiều người ra vô, lỡ đông Quỳnh nhắc tới chuyện cũ cũng hơn, người ta để ý, lúc đó còn rắc rối thêm nữa đó. Không được, không được, không được. Mọi người hãy bảo vệ con đi. Cô giết con vợ, cô giết con vợ muốn chết, cô vợ muốn chết đâu. Theo như con nghĩ, để chị hai điều trị ở đây đi. Nếu bệnh viện điều trị không được, mình chuyển bệnh viện khác. Còn nếu chị hai sợ, gia đình của mình thay phiên chăm sóc chị hai. Chứ bây giờ đưa chị hai đi xa, thuê người khác chăm sóc, coi sao được. Để nó đây đi, chứ đưa đi gì, sao tôi yên tâm được. Chị hai yên tâm, gia đình sẽ luôn ở bên cạnh chị hai. Thôi, bình tĩnh đi con. Vô rửa mặt rửa mày đi, rồi ăn cháo. Sáng bà thức sớm nấu cháo cho con ăn nè. Đúng rồi đó, để mẹ đưa con đi nha. Đi. Không sao đâu con. Chẳng còn thời gian để ta ngồi chờ lắm, đời muốn...